Đây mọi người, bây giờ hai anh em bắt đầu đi bẻ măng này này. Măng tre. Măng tre trong rừng. Đấy. Đấy, thơm. Đấy. Đạp một phát một. Hai em nồng có vẫn lịch có lý do có họ đó như cái hiếu đúng bài cũng mắn rồi. Còn cái nào nữa không? Đục ôm sầm mọi người ơi, đây này. Ôi giời, ngon dữ vậy. Được cái này không có thịt heo chịu sao nói. Ok. Ôi giời. Được con. Mắn vậy này. Ừ. Biết thôi, anh không hát đâu. Nhá. Cái đó em đạp cũng được, nó cao mà, cần gì đào. Đấy, cao cao, đạp cao cao lên, đấy. Thịt con. Giờ em không có thớ. Cái nào nữa không? Được. Rồi, bụi này hết rồi mọi người ơi. Dạ. Rồi này. Giờ em chụp. Sẽ lấy lại tăng nhịp rồi. Đây. Bụi này được năm em đấy 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 một bụi này bụi tre nha mọi người đấy. Tre không cay nha mọi người thôi đi coi thử bụi trên kia nữa. Đây này mọi người, 12 khúc nha mọi người. Nhiều lắm rồi mà. Đấy, thằng em răng đi kiếm nữa. Thành là 14 khúc. Đấy. Măng tre không cay nha mọi người. Ôi giời ơi. Còn không? Đâu? Nhiều dữ bay. Bây giờ mình kiếm chỗ để mình bỏ điện thoại rồi là mình live stream để mình live stream mình gọt măng nha mọi người. Mình để cho đây nha mọi người. Đồ, để cho đây không được chứ. Rồi. Long. Một lần phim cho các bạn. Wow. Nó sắp hiểu nước rồi. Thôi, có cắt rồi, vô cắt xuống hết. Nó bị gần. Bỏ này không, nó bật
đi đâu ấy kìa. Không quạt. Không quạt là gỡ. Hoặc là những cái duyên đích cỡ. Cái gì? Duyên đích cỡ, một cái bọc quả cỡ. Đây, mọi người ơi. Để mình gọt hết xong rồi mình mới quay, chứ bây giờ quay lâu lắc lắm. Đấy. Thôi, giờ còn bao nhiêu đây để thằng em nó gọt hết cho mọi người. Để mình quay phim cho nó rõ nét hơn. Đây này. Còn cái này thì mình đem về cho ông ăn. Bữa giờ ông ăn xin mà chưa có dịp đi bẻ cho ông. Này. Đem về cho ông nguyên vậy luôn, đỡ từ ông gọt, để mình gọt từ rừng đi để lâu cho nó hư mọi người. Đấy, một đống đó. Băng cái điện. Mắn này. Hả? Mắn này. Long băng giờ băng bắt tao nuôi mà chung băng tao nuôi. Nó long. Chút nữa lấy các cái rửa mấy cái chỗ này nè, chở để vậy là đùng vào người là ngứa gớm lắm mọi người. Đây này, rửa y như em đây này, nó sạch sẽ để mà nó cho nó khỏi ngứa con người mình nhau. Đây này, đây cũng chưa sạch lắm đâu. Này duyên bổ chắc mê, duyên thành phố á, còn duyên ở đây thì bắt thôi. Giờ đưa cho em nó gọt, mình để review lấy nó rõ nét hơn đấy thôi mọi người. Bổ sắc suối. Để sắp tới thằng em đây chuẩn bị cưới con Luyên nha mọi người. Em ngừng. Tốt cái gì? Đồ cái này tài cả bà thấy cũng mê chứ. Đúng không? Tài cả bà. Smith lại. Smith lại. Đây, mấy thứ để bỏ mọi người, nó già quá. Đã dữ. Bỏ đi. Đồ, cái này mình làm liều uống được đắt ngon nè. Đây nè, uống rượu có tương lai hơn nè. Bây giờ em cắt cái này cho nó bằng rồi lấy cái cát này để rửa cho nó sạch sẽ cho nó khỏi ngứa.
Phốt cơ là tầm. Phốt cơ là tầm, phốt cơ là phốt, phốt vừa vừa thôi. Đấy, cho đấy. Đấy. Còn cái kia đỡ nguyên cũng được. Chút nữa em giác. Rửa, phải rửa vậy cho nó sạch sẽ khỏi ngứa. Rửa sạch rồi nha, đây đem về cho ông ăn. Bữa giờ ông ăn xin do em chưa có dịp đi bể cho ông. Bây giờ đưa cho ông một khúc đây, hai vợ chồng ăn cũng được bữa hơn bữa. Cái này cần một kỷ mới mà. Còn cái kia thằng em nó đang rửa để tăng cho người yêu. Tăng cho ông già vợ. Có khi chiều rủ ông già vợ nhậu nó cũng biết nữa. Em mong cô chú anh chị ở gần xa xem video của Tân Vlog, ủng hộ cho Tân Vlog nha. Rồi, chuẩn bị bò bào. Yeah. Đây, chuẩn bị bò bào. Yeah. Yeah, xong rồi mình chẻ làm bốn khúc nha mọi người. Xong rồi mình luộc. Lấy nồi to mình luộc. Hay là mình xách mong mỏng để mình bò trong hũ mình ngâm ăn cũng ngon lắm mọi người. Đây là cái món đặc sản Tây Nguyên. Đấy. Hay là mình để mình luộc xong rồi luộc nguyên dây rồi mình xách xong rồi mình phơi khô, ví dụ như măng le, rồi để mình để lại tép tươi rồi mình nấu giữ cà rốt hay là cái gì nói chung là nấu cung hay nấu gì á, ngon lắm. Mình cũng rảnh nha mọi người, thông cảm. Đục một bao để cùi gì vậy? Anh em ở nhà chắc cũng mừng lắm đây. Cái này mà mình ở gần nhà sếp mình bự 3-4 cục thì cũng được. Đồ xa quá. Đồ một bao luôn. Tân sao đây, khiêng hay là sao đây? Thôi bỏ đi. Thôi chắc video kết thúc tại đây nha cô chú anh chị. Có gì cô chú anh chị ủng hộ cho kênh Tân Vlog nha cô chú anh chị. Thôi bye bye mọi người. Để tí nữa mình về mình thấy cảnh nào đẹp mình quay tiếp nữa. Mình lấy phần đuôi giữ phần đầu với phần đuôi ấy, mình kép vô. Bye bye. Về. Đưa thằng em nó dắt. Em nó khỏe hơn.
Đấy, bây giờ tới đường xe rồi. Không, em lấy cái rửa này em bứt dây rừng cột lại chợ nó khói ấy, khói lung lẫy nó rất. Một dư bơi. Đấy. Chó của mình đi theo luôn đấy. Thôi. Thôi. Bắt tay. Thôi tao. Cái này để luộc nè mọi người, còn cái này là để mình bỏ trong kè nhỏ hầm chua. Ừ.